Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh luyện thi tăng tốc mùa thi. Ok, và hôm nay thầy Tiên lại đồng hành với các bạn trong hướng dẫn giải đề thi thử lần số 1. Và thầy hy vọng rằng các bạn đã hoàn thành cái đề đầu tiên. Ok, rồi. Còn chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ sang câu số 1. Câu số 1 người ta gạch chân vào chữ chờ, đây là phần phát âm về phụ âm. Vậy chữ chờ nó sẽ có 3 cách đọc. Chữ chờ sẽ đọc thành âm cờ, âm sờ và âm chờ. Cờ, sờ, chờ. Ok, đây là những cái trường hợp mà chữ chờ sẽ đọc thành âm cờ như sau: character, character, chorus, chorus, choir, choir, scholarship, scholarship, psychology, psychology, technology, technology, technical, chemist, chemist, mechanic, mechanic, cholera. Ok. Thứ hai là chữ chờ sẽ đọc thành âm sờ và một số từ hay gặp nhất như sau: champagne, machine, machinery, chef, chef, brochure and mustache. Đấy. Và còn lại là những cái chữ chờ sẽ đọc thành âm chờ bình thường thôi. Ok. Thì đây cái chữ K này em này, đây là cái chỗ mà âm cờ đây này. Thì sẽ còn nhiều từ nữa thì các bạn hãy coi lại cái bài mà thầy dạy chuyên đề phát âm á. Các bạn kéo xuống sau khi mình coi xong cái livestream này, các bạn kéo xuống ở dưới thầy sẽ có một cái bài mà dạy về phát âm trong đề thi đại học, mình phải coi lại cái đó giúp thầy, rất là quan trọng. Ok. Thì nó sẽ có nói nhiều hơn. Rồi cho nên mình sẽ quay lên cái đề của mình. Rồi mình có từ chemist, chemist chữ cờ. Cholera, cơ, machinery, đáp án là câu C. Câu số 2. Câu số 2 gặp đuôi ED. Câu số 2 gặp đuôi ED, nhớ ngay nhóm tờ đờ. Câu số 2 gặp đuôi ED, nhớ ngay nhóm tờ đờ. N, L, V, S. Vậy không có tờ đờ. Không có tờ đờ thì chúng ta sẽ nhớ thời phong kiến phương Tây, sông xưa chặng sóng sờ. Đây, à, vậy đáp án chính là câu D. Thì ở đây là thầy đang bày cái mẹo các bạn làm. Ok, tại sao vậy? Tại bây giờ là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta chỉ dạy đề thôi, đúng không nào? Thầy không dạy lại là cái cách đọc như thế nào là đọc âm ED mà nhóm đọc âm ịch rồi âm tờ rồi âm đờ này kia, thầy không có dạy như vậy nữa, đúng không nào? Bạn nào mà muốn học chuyên sâu thì các bạn có thể nghiên cứu thêm. Còn đây là thầy giảng những cái từ cơ bản nhất và cái mẹo đơn giản nhất để tất cả chúng ta tiếp cận đề thi một cách tốt hơn. Ok, và ai cũng làm được câu này. Rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Ok, câu số 3. Câu số 3 giùm thầy, câu số 3 mình có âm âm echo đây. Âm echo, có echo mình sẽ đánh trước nó giúp thầy. Đấy, graph geographical nó là âm 3. E rồi đây có âm ịch thì đánh trước nó là âm 3. Rồi tiếp theo mình có từ sân đánh trước nó là âm 3. Và đáp án của thầy chính là câu C, mình đọc là compulsory, compulsory, compulsory. Ok, trong câu số 3 này thầy nhấn mạnh cái chỗ này này, đây, ví dụ em nhìn lên đây. Cái từ này bình thường em đọc là geography, geography, mình sẽ nhấn âm 2, geography, mình sẽ nhấn vào chỗ này này, đây, geography, biology, psychology. Đây là điều là những âm hai hết, được chưa? Nhưng mà khi mà người ta dùng âm echo như vậy này, đây, âm echo như vậy thì mình sẽ đánh trước nó. Đây, đánh trước nó cho thầy. Thì ra là âm 3. À, ok, nó ra âm 3. Và em nhớ giùm thầy á, thầy viết nó viết bằng máy tính nha, cho nên bằng con chuột nên hơi xấu nha. Rồi âm 3 thì mình sẽ đọc như vậy này. Rồi geographical, không còn đọc là o như bên này nữa, geographical, biological, psychological. Ok, rồi đáp án của câu số 3 là câu C. Câu số 4, comfort, comfortable là âm 1, comfortable âm 1. Excellent, excellent những âm 1 cho thầy. Communicate, communicate, AT đánh ba ngược lại, AT đánh ba ngược lại với những âm 2. Communicate là âm 2 và đáp án chính là câu C. Rồi câu D đáp đọc âm 1 trong thầy ha, đọc là confident. Rất là nhiều bạn đọc sai câu D nha, nhiều bạn đọc là confident. No. Làm ơn nhớ thầy mấy cái từ hay gặp và hay sai như sau. Tất cả những từ này em nhấn âm 1 cho thầy. Ví dụ từ này em đọc là confident, confident âm 1, compliment, compliment âm 1, continent âm 1. Ok, vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong câu số 3 và câu số 4 phần trọng âm. Nhớ giùm thầy, khi đi thi, thứ nhất em sẽ tìm ra cái nguyên tắc. Cái nào có nguyên tắc làm trước, cái nào không có nguyên tắc làm sau. Ok,
Rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Rồi mình sẽ có 3 câu nằm trong phần tìm lỗi sai. 3 câu nằm trong phần tìm lỗi sai. Thứ nhất, em nhìn tổng quan trong 4 đáp án. Mình có từ source of energy, been looking, number và and continues. Chờ nếu mà các bạn nào mà theo theo dõi cái chuyên đề tìm lỗi sai của thầy thì trong câu này mình sẽ có hai cái đáp án cần nghi vấn. Hai đáp án cần nghi vấn đó là đáp án B và đáp án C. Ok, đáp án B và đáp án C. Ok, rồi năm nay là thầy đã là hình dung được là cái dạng đề rồi, cho nên sau này thầy sẽ bày cho các bạn cái phương pháp để mình lụi luôn, là mình sẽ làm đúng cả ba câu này. Ok, rồi thứ nhất chúng thầy này, thứ nhất câu số 5. Câu số 5 ở đây là cái câu B này là người ta đang gạt chân vào verb in. Thấy chưa? Verb in là câu chủ động, verb 3 là câu bị động. Verb in là câu chủ động và verb 3 là câu bị động. Vậy khi mà gặp verb in thì chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ đặt câu hỏi. Ồ, ở đây là verb in hay là verb 3 nhỉ? Ở đây là verb in là chủ động hay là verb 3 là bị động nhỉ? Đây, đúng không nào? Nhớ trong thầy nha. Khi em thấy trong đề tuyển sinh đại học mà người ta gạch chân một cái verb in đứng trong câu như vậy thì em sẽ dừng lại và đặt câu hỏi ngay. Ồ, ở đây là chủ động hay là bị động? Ở đây nên là verb in hay là verb 3? Những cái nguồn năng lượng mới đi tìm hay là được tìm? Đấy, nguồn năng lượng thì không thể mà đi tìm được, nó phải là được gì? Được tìm. Cho nên trong trường hợp này nó phải là have been looked ED. Đấy, chưa, rất là dễ luôn. Thì sau này thầy sẽ có những cái chuyên đề, thầy bày cho các bạn làm cái phần tìm lỗi sai, một cái phần rất là dễ mà nhiều bạn cứ nói rằng thầy ơi nó khó quá. No no, rất là dễ. Ok, câu số 6 giùm thầy. Câu số 6 là một câu khó, nếu mà các bạn chưa học chuyên đề của thầy các bạn sẽ thấy khó, nhưng mấy chuyên đề sau thầy sẽ dạy cái này rất là kỹ luôn, và các bạn chỉ cần nhìn vào là các bạn hiểu được. Ok, câu số 6, mình có cái tên riêng mà dùng who là đúng rồi này. Ở đây là một cái từ nó là lạ này, ở đây là from which này, from which là mệnh đề quan hệ này, cũng có thể là nghi vấn được này, rồi of là giới từ này, cũng có thể là nghi vấn được này. Ok, tuy nhiên ở đây đáp án của thầy phải là câu B. Tại vì ở đây là sai về ngữ nghĩa từ. Sai về ngữ nghĩa từ. Ở đây là stationary. Stationary, mình có từ stationary hoặc là stationary. Em đổi cái chữ A thành chữ E. Stationary, ok. Đó. Stationary là đứng yên một chỗ này. Cái chỗ này là đang đứng yên một chỗ này. Còn stationary là cửa hàng tạp hóa. Tạp hóa bán tạp, sorry. À, cái gì ta? Văn phòng phẩm. Văn phòng phẩm. À, station mà đuôi ary là gì? Đứng yên một chỗ. Còn stationary là gì? Bán văn phòng phẩm. Thì ở đây này em coi này, cái người mà bán thôi, không thể là bán yên một chỗ là sao? Bán cái văn phòng phẩm tại một cửa hàng nào đó. Thì cái chỗ này nó sai, nó phải đổi thành cái từ chữ E cho thầy. Stationary. Vậy là đây gì? Đây là cái gì? Cái lỗi sai về cách dùng từ vựng. Cách dùng từ vựng bị sai. Thì đây là một số nằm trong nhóm này. Ok, ví dụ mình có từ say, stationary, considerable trong cái bài đề thi minh họa này. Đó, nó nằm trong cái bộ này của thầy luôn này. Đó, ok. Rồi nói chung là trong đề thi minh họa có gì là thầy có hết á. Rồi considerable này, considerate. Đấy. Rồi, percent, percentage. Rồi compliment, continuous. Rồi thì cái chuyên đề này thầy đưa ra để cho các bạn làm quen trước đã. Thầy đưa ra cho các bạn làm quen thôi. Còn mình sẽ có một chuyên đề học về tìm lỗi sai thôi, thì mình sẽ phân tích rõ những cái trường hợp này. Ok. Tuy nhiên tí nữa các bạn phải nhớ ghi chú lại cho thầy nha. Mình ghi chú lại cho thầy. Ok. Và đáp án của câu số 6 là câu B, và sai về ngữ nghĩa từ. Sai về cách dùng cặp từ vựng đó. Đấy. Rồi, có gì không nào? Câu số 7. Câu số 7 đáp án của thầy là câu này. Đây, câu này. Và manh mối lớn nhất của thầy chính là chữ gì? Chữ N. Manh mối lớn nhất của thầy chính là chữ N. Cách đây mấy năm trước là đề thi là lúc nào cũng có một câu là có chữ N liên từ nối cả. Đó, lúc nào cũng có. Nhưng mà hiện nay thì nó sẽ đổi ha. Năm nay có thể là quay về lại. Ok, sau N là thường thứ nhất này. Sau chữ N mình có thể là nghi vấn đáp án này. Sau N nghi vấn là đáp án cho thầy. Nghi vấn thôi nha, không phải là 100%. Nghi vấn sau N là đáp án. Và chúng ta nhìn đằng trước coi. Đằng trước mình có từ skill là danh từ. Rồi good education cũng là danh từ. Những cái từ financial này là tính từ. Vậy nó sai 100% là nó sai rồi. Không thể là financial được mà finance. Đó. Thì ở đây em cần một danh từ. Chứ em cần một danh từ giùm thầy. Em bỏ cái này đi, thêm chữ E cho thầy. Finance. Đấy. Rồi. Danh từ tài chính. Ok. Rồi vậy là ba câu tìm lỗi sai. Chúng ta sang phần tiếp theo.
Ok, phần số 8 và phần số 9 đây là phần chức năng giao tiếp. Thầy nói rồi, rất là nhiều bạn ha, rất là nhiều bạn tới bây giờ vẫn không làm được cái phần này. Và đặc biệt là những cái bạn mà ở vùng sâu vùng xa này, các bạn không được ôn kỹ này. Ok. Thì bạn nào mà chưa làm tốt phần này, cảm thấy mình vẫn còn yếu phần này thì hãy inbox cho thầy. Ở dưới cái mỗi cái bài livestream, mỗi cái bài giảng thầy đều kèm cái Facebook của thầy. Bạn nào muốn thầy tặng cái chuyên đề này, thầy tặng cái chuyên đề này rất là quan trọng luôn, thầy tặng free luôn, hoàn toàn luôn. À, tặng các bạn cái sự may mắn để đi thi thì các bạn hãy inbox cho thầy nhá, inbox cho thầy. Rồi ok. Câu số 8 nhầm thầy. Sorry, I'm late. Ô, xin lỗi tôi đến trễ. Đấy, xin lỗi nhé, tôi đến trễ, và đây là xin lỗi. Vậy trả lời một câu xin lỗi, trả lời một câu xin lỗi thì mình phải nhớ cho thầy những cái cấu trúc liên quan tới câu xin lỗi. Ok, ví dụ như mình có từ it doesn't matter, don't worry about that, forget it, no problem, never mind, that's all right. Ok, you really don't have to apologize. Ok, it's not your fault. Em ơi, thì tất cả những cái từ này, đây tất cả những cái cấu trúc này, tất cả những câu này có thể là đáp án cho câu số 8. Tất cả những cái này có thể là đáp án của câu số 8. Đó. Ơ xin lỗi nhé, tôi đi học trễ. Ô xin lỗi thầy Tiên nhé, em không làm bài ở nhà. Ok, it doesn't matter. Thôi bỏ qua đi. Oh, don't worry about that. Forget it. No problem. Never mind. Mình cứ có từ never mind là gặp rất là nhiều. Never mind. That's alright. Ok. You really don't have to apologize. Thực ra thì bạn không cần xin lỗi đâu, tại vì chẳng có vấn đề gì cả. Ok, it's not your fault. Ok. Cho nên bạn nào mà cần phần này, inbox thầy ngay được chưa? Rồi thầy gửi cho. Rồi câu số 9. Em ơi, câu số 9, why don't we go to Vũng Tàu? Ê, hay là chúng ta đi Vũng Tàu vào cái kỳ nghỉ hè này đi. Ok, bạn nào mà làm một cách vội vã là các bạn sẽ chọn ngay là câu B. Oh, that's good idea. Oh, ý kiến hay đấy. Bình thường là mình sẽ chọn câu B đúng. Ok. Tuy nhiên các bạn nhìn này. Peter, my suggestion for Peter đã đề nghị rằng đi Vũng Tàu, nhưng mà Long lại refuse, Long từ chối. Đây, Long từ chối có nghĩa là Long không đi. Đây, ok. Vậy là đáp án phải là câu nào? Đó là câu câu A. Sorry, I can't. Ôi xin lỗi, tôi không thể. Tôi sẽ đi thăm bà tôi rồi, thăm ông bà rồi. Đấy, người ta từ chối một cách rất là lịch sự. Ok. Còn câu B hoàn toàn với bằng với câu C đây. Em ơi, câu C rất là hay này. I won't say no. I won't say no. Tôi sẽ nói, không nói không. Tôi sẽ không nói không là tôi nói có, mà tôi nói có là tôi đồng ý đấy. Ok. Và đây chính là cái câu giao tiếp rủ rê. Câu giao tiếp rủ đi đâu? Đề nghị đi đâu? Đây, thì khi trả lời đồng ý với cái dạng câu giao tiếp này, chúng ta có thể dùng I won't say no. Tôi sẽ không nói không. Yes, let's do that. Why not? Tại sao không nhỉ? That's a good idea. That's great. That's fantastic. That's wonderful. That's cool. That's fun. Đây thì tất cả những cái này để trả lời đồng ý. Còn nếu mà các bạn mà không đồng ý thì các bạn phải nói một cách lịch sự cho thầy. Sorry, I can't. Tôi xin lỗi, tôi không thể, rồi đưa ra lý do. I'm free, I can't. Tôi e rằng tôi không thể. Sorry, but I have another plan. Xin lỗi, nhưng mà tôi có kế hoạch khác. I love to, but tôi thích lắm, nhưng mà. Đấy, thì người ta sẽ từ chối một cách rất là lịch sự. Đấy, ok. Cho nên, cái phần câu số 8 và câu số 9, thầy khuyên các bạn như sau. Một, nếu bạn nào mà đã có cái tài liệu về câu số 8, số 9 về chức năng giao tiếp rồi, hãy làm thật nhiều để quen cái này. Tại vì đi thi thực ra nó có vài dạng cơ bản thôi, rất là hay gặp luôn. Bạn nào mà chưa có cái tài liệu về câu số 8, số 9 này, inbox ngay cho thầy. Thầy sẽ gửi ngay một tài liệu cực kỳ hấp dẫn rồi, như là một món quà rất là quý giá luôn, hiểu chưa? Ngoài thị trường họ sẽ bán đấy, nhưng mà thầy sẽ tặng free cho các bạn. Ok. Rồi. Và cái thứ hai là học nhớ cho thầy ngữ cảnh luôn. Tại vì nếu mà các bạn không nhớ những cái câu mà trả lời như vậy này, thì mình dịch những đáp án khác nó giống như tiếng Việt của mình là mình chọn là sai. Ok. Rồi, ok, chúng ta sang phần tiếp theo là câu số 10. Em ơi, câu số 10 là câu hỏi đuôi và cũng là một trong những cái dạng ngữ pháp nằm trong chương trình đề minh họa năm nay. Ok. Rồi, câu hỏi đuôi như sau. Câu hỏi đuôi về hình thức á, thầy đã nói rồi, nếu đằng trước là khẳng định thì đằng sau sẽ là phủ định. Và trước phủ định thì sau sẽ là khẳng định, nhớ cho thầy nha. Câu hỏi đuôi trước khẳng định thì sau sẽ là phủ định. Nếu mà trước là phủ định thì sau sẽ là khẳng định. Ở đây mình có từ rarely là hiếm khi,
Rally là một trong những cái từ mà đại diện cho phủ định. Ê, ấy, chưa? Rally là một trong những cái từ mà đại diện cho những từ phủ định. Thì đáp án của thầy phải là khẳng định, ok. Rồi, và chúng ta sẽ loại ngay câu nào đi. Chúng ta sẽ loại ngay hai câu này. Đấy. Đây. Bây giờ mình sẽ còn câu A và câu C là is hay là has đây. Muốn biết is hay has, chúng ta sẽ dựa vào cái này. Đây, dựa vào cái này. Nhiều bạn thấy phẩy là các bạn toàn là chọn ngay câu A là sai. Cái phẩy S này có thể là is, cũng có thể là has. Vậy em nhìn đằng sau có từ gì đây? Gone, đây have verb 3, has verb 3 đấy. Nếu đằng sau là tính từ hoặc danh từ thì đó là is, còn đằng sau là verb 3 thì nó là has. Ok. Vậy đáp án của chúng ta chính là câu C. Đây là câu hỏi đuôi. Thầy phân tích lại câu số 11 lần nữa. Đây là câu hỏi đuôi. Theo nguyên tắc nguyên lý của câu hỏi đuôi là trước khẳng định thì sau phủ định, trước phủ định thì sau khẳng định. Ở đây mình có từ rarely là đại diện cho từ phủ định thì đáp án phải là khẳng định, loại câu B và câu D. Ở đây dựa vào cái từ S này, S trong trường hợp này là từ has, đáp án là câu C. Rồi bên cạnh cái từ rarely mình sẽ có một số từ để mang nghĩa phủ định như sau. No one, nothing, not. Ba từ này quá đơn giản. Rarely, scarcely, barely cũng quá đơn giản luôn. Riêng hai từ này rất là ít bạn biết mà các bạn sai rất là nhiều này. Few và từ little đó là từ phủ định. Few và little, thế xin lỗi, few và little đó là từ phủ định. Khi nào mà thầy dùng là a few hoặc là a little thì đó mới là gì em? Khẳng định. Còn không có a là few thì là ít, little là ít, rất là ít, đó là phủ định. Ok. Rồi xong. Đó là câu số 10. À em ơi, ở đây là câu hỏi đuôi nhưng mà trong này thầy chỉ đề cập tới một phần nhỏ nhỏ thôi. Rồi trong cái chuyên đề của thầy cũng có giảng về câu hỏi đuôi rồi, rất là dễ nhớ luôn. Các bạn hãy kiểm tra ở dưới channel của thầy đã có phần câu hỏi đuôi, một dạng thức xảy ra trong đề thi đại học năm nay. Các bạn lưu ý giùm thầy. Rồi mình sẽ xem thêm ha. Rồi câu số 11. Ok, câu số 11 cho thầy. Câu số 11 em nhìn tổng quan trong 4 đáp án. Câu số 11 em nhìn tổng quan trong 4 đáp án, em thấy so sánh. Đây, so sánh này. Mấy cái này là so sánh này. Ok, và thứ hai này ta thấy trên đề là có từ three time là số lần. Khi mà chúng ta gặp số lần trong so sánh, khi chúng ta gặp số lần trong so sánh thì đáp án của chúng ta là số lần SS. Số lần sẽ đi với so sánh bằng số lần SS. Số lần SS. Ok, rồi bây giờ mình sẽ loại trừ nha. Số lần SS này, mình sẽ loại câu A này. Ok, rồi. Câu B là sai tại vì cái từ many không đứng đây ở được này. Many phải đứng đi với từ television tại vì danh từ mà mình loại này. Đó, mình chỉ còn hai cái này thôi. Ok. Khi mà mình sẽ, cho nên này nghe thầy nói này, khi mình đi thi đó, mình phải tập loại trừ những đáp án sai. Và đáp án sai sẽ có một số phần nó dùng đáp án đúng. Ví dụ thầy loại câu B này, câu B bị sai chữ many này. Thì nó chỉ còn là cái câu C là có chữ many thôi, là số đông nè. Đây, số đông này, đây, nha. Rồi, đáp án của thầy phải là câu C. Tại sao vậy? Từ television là số nhiều. Số nhiều chúng ta không dùng từ much được, mà chúng ta phải dùng từ many. Ok. Thầy nói lại câu số 11. Câu số 11 đây là so sánh mà xuất hiện số lần. So sánh mà xuất hiện số lần thì theo nguyên tắc là số lần SS, số lần so sánh bằng. Mà số lần so sánh bằng mình có B, C và D. Có B đặt sai chữ many. Many là phải đi với danh từ. Còn C và D, câu D sai từ merge. Merge phải đi với danh từ không có S. Đáp án C. Câu số 12. Câu số 12 là một câu khó. Một câu khó tại vì nhiều bạn vẫn chưa học cái phần này. Câu số 12 em thấy ở đây có từ of đứng đầu câu. Từ of là giới từ. Đây, of là giới từ. Có thể là giới từ chỉ nơi chốn ha? Giới từ chỉ nơi chốn trạng từ đó. Trạng từ nơi chốn giới từ mà đứng đầu câu như vậy mình sẽ có hiện tượng là đảo ngữ. Đây, cái mẫu như sau. Đây là đảo ngữ với giới từ trạng từ nơi chốn, đảo ngữ với giới từ trạng từ nơi chốn. Rồi các bạn theo dõi cái ví dụ của thầy. The boy stand in the yard. Thằng bé đứng trong sân. Đấy, đây là câu của thầy, thằng bé đứng trong sân. Và người ta đưa cái chữ in the yard lên. Đây là người ta đảo ngữ đấy. Và gì? Trong sân đứng thằng bé. Khi đảo ngữ với cụm trạng từ giới từ nơi chốn, em không có mượn trợ động từ. Mình có động từ nào thì mình xài động từ đó. Mình có động từ nào mình xài động từ đó. Được chưa? The boy stand in the jar. Thì mình sẽ nói ngược là gì? The jar, in the jar, in. Đây có gì giới từ này?
In on at of đó, in the ra stand the boy. Mình sẽ nói ngược lại, in the ra stand the boy. Cái này người ta là đảo ngược với cụm trạng từ giới từ nơi chốn. Ok. À, cái câu số 2 lưu ý cho thầy. He stand in the ra. He stand in the ra. In the ra he stand. Rõ ràng là hai câu này hoàn toàn khác nhau. Ở đây là thầy không có đảo cái động từ lên. Tại sao vậy? Tại vì ở đây thầy xài đại từ. Trên này thầy xài danh từ. Nếu thầy xài danh từ thầy mới có hiện tượng đảo. Còn thầy xài gì em? À, thầy xài đại từ he, she, it là không có đảo nha. Chưa? Ok, nhớ thầy. Mà thường cái dạng này nó sẽ ít hơn cái dạng ở trên. Đây này. Ok. Thầy nói lại một lần nữa cái chỗ này. Ở đây chính là đảo ngữ trạng từ chỉ nơi chốn. Ok. Vậy là dấu hiệu là người ta sẽ đưa những cái cụm giới từ lên. Người ta sẽ đưa những cụm giới từ lên. Và sau đó chúng ta sẽ đảo động từ thôi. Chúng ta không cần mượn trợ động từ đâu. Trợ động từ là do đơ này kia chúng ta không cần mượn. Tại vì mình có cái nào mình xài cái đó thôi. Ok, vậy là the boy stand in the jar. Vậy là in the jar stand the boy. Rồi quay lại câu 12. Quay lại câu 12 giùm thầy. Mình phải đưa chữ off lên này, mình sẽ loại được câu đi này. Ok. Chỉ được đưa off. Rồi, off. Cái này họ chưa đảo này. Off the run là vậy rồi. Tại vì không thể là off the run được. Ok, off phải đi với một cái nơi trốn là gì đó. Chỗ này sai này. Đây còn hai cái này. Đấy. Ok. Off worst running. Bây giờ mình sẽ sai từ worst running hay từ run đây. Này, giới từ đưa lên này, động từ này đó. Thực ra cái câu này là như vậy này. Thực ra cái câu này là như vậy này. The runners run off when the referee. The runner run off. Thì người ta đưa chữ off lên, mình đảo chữ run lên. Off run the runners. Là đáp án chính là câu gì? Câu B. Ở đây họ dùng sai vì thì tiếp diện em nha. Đây là hai hành động liên tục. Có nghĩa là gì? Trọng tài thổi còi đúng không? Thổi còi một phát thì người đua chạy thôi. Thổi còi, chạy, đây là hai hành động liên tục. Thì cả hai đều là có khứ đơn. Ở đây chúng ta dùng sai, cái câu C dùng sai thôi. Ok. Rồi chúng ta sang câu 13. Em ơi câu số 13. Câu số 13 em nhìn tổng quan trong 4 đáp án là 4 động từ hoàn toàn khác nhau. Đây, đây cũng là một dạng khó trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiệm vụ của các em là thường xuyên luyện tập và giải đề thiệt nhiều để mà làm quen với những động từ và những cái danh từ, những cái cụm từ collocation mà đi với nó. Ok. Ở đây mình có từ satisfy. Satisfy thường đi với những từ sau. Satisfy a need. Satisfy demand. Hai từ này phải tách ra giùm thầy. Đây. Đó, ok. Đó. Satisfy a need, satisfy demand. Đó ha. Nó mang nghĩa là đáp ứng, thỏa mãn. Hoặc là satisfy requirement. Đấy, thỏa mãn nhu cầu. Đáp ứng nhu cầu. Đáp án chính là câu A. Thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng nhu cầu. Thì thực ra cái này em phải thuộc cho thầy. Đấy. Thì làm sao thuộc được? Thì mình phải làm bài tập thật nhiều. Và khi mà giải đề mà có những cụm từ như vậy, các em phải ghi vào trong thầy. Mình sẽ có một cái quyển sổ tay để ghi chú những collocation hay gặp trong đề thi. Đó, ví dụ vậy. Mình sẽ ghi là satisfy all the requirements, đáp ứng nhu cầu. Ok. Thứ hai là từ make. Đó, make thì mình sẽ có những cái từ như là gì? À, make appointment, make arrangement, make attempt, make excuse, make impression, make an offer, make an arrangement và những từ còn lại. Đấy, được chưa? Mà năm nay là có khuynh hướng là sẽ rơi vào make và do đó, cho nên cẩn thận giùm thầy. Năm nay có khuynh hướng là rơi vào make và do hai bọn này. Ok. Rồi. Ví dụ từ query cũng vậy, mình sẽ có những cái cụm từ mà đi với từ carry. Ok. Rồi, vậy nhiệm vụ các bạn là phải cố gắng làm thật nhiều đề. Ok. Tất nhiên là thầy sẽ hứa với các bạn rằng rồi mình thầy sẽ có những cái chuyên đề collocation và thầy sẽ sử dụng những cái động từ mà xác suất cao nhất trong đề thi đại học. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Tí nữa các bạn phải chép những cái này vào cái tập ôn thi của mình. Câu số 14. Câu số 14 ở đây là phrasal verb. Phrasal verb là một phần khá khó nếu mà chúng ta không học về ngữ nghĩa của từ phrasal verb. Đấy. Thì trong câu này if we are cut off, nếu mà chúng ta bị mất điện chúng ta có thể sử dụng một cái nguồn điện khẩn cấp nào đó. Được chưa? Thì đây là gì? Mình sẽ chọn cho thầy là câu A. Câu A là for back on, nghĩa là một dùng cái gì đó trong một cái trường hợp khẩn cấp nào. Ok, đáp án chính là câu A. Rồi mình có từ get away đi sát nhau nha. Ở đây get away đi viết sát nhau giùm thầy. Get away là tẩu thoát. Ok. Tiếp theo mình có từ broke out, mang nghĩa là nổ ra. Trận dịch corona nổ ra đó, rất là lớn, nổ ra khắp nơi trên thế giới. Broke out. Tiếp theo mình có từ come up bằng từ turn up và appear là xuất hiện.
Ok, rồi thì nói lại. Câu A mình có câu A fall back on, từ này mang nghĩa là dùng trong trường hợp khẩn cấp nào đó. Mình có từ get away trên đề thầy không quan tâm, nhưng mà em quan tâm ở giữa chỗ thầy ghi get away viết sát vào mang nghĩa là tẩu thoát. Procal là nổ ra, diễn ra, và came up bằng turn up, appear mang nghĩa là xuất hiện, xảy ra. Ok, đáp án của câu 14 là câu A. Câu số 15. Câu số 15 em nhìn tổng quan trong bốn đáp án là bốn từ nối khác nhau. Otherwise mang nghĩa là nếu không thì, furthermore mang nghĩa là hơn nữa, nevertheless mang nghĩa là tuy nhiên, và từ whereas này mang nghĩa là trong khi đó. Ok, bài ngày hôm nay, trong đề ngày hôm nay thầy bỏ qua tất cả, thầy chọn luôn câu D. Thầy chọn luôn câu D và thầy sẽ tập trung vào ngữ pháp của câu D để mình làm dần dần, mỗi đề thầy sẽ nhấn mạnh một cái ngữ pháp khác nhau. Ở đây cách làm bài như sau. Nếu em thấy từ whereas, từ whereas này sẽ hoàn toàn bằng cái từ while, mang nghĩa là trong khi đấy. Đấy, từ while. Đấy, ok. Từ whereas sẽ bằng cái từ này, mang nghĩa là trong khi đó. Ok. Vậy khi nào em nhìn tổng quan trong bốn đáp án mà có từ while này thì em ưu tiên nó đầu tiên giùm thầy. Từ này rất là ít cho, nhưng mà đã cho là nó. Ok. Gặp từ whereas hãy nghi vấn đáp án giùm thầy. Và cách làm bài như sau. Từ whereas mang nghĩa là trong khi đó. Cho nên sẽ có hai cái chủ từ hoàn toàn khác nhau. Ở đây mình có từ the old system là hệ thống cũ, và the new system là hệ thống mới. Trong khi hệ thống cũ thì rất là phức tạp. Thế xin lỗi, hệ thống cũ thì phức tạp, trong khi đó hệ thống mới khá đơn giản. Đó. Bố tôi thích đi du lịch ở Vũng Tàu, tuy trong khi đó mẹ tôi lại thích đi du lịch ở Huế. Đấy, vậy là cái từ whereas và từ why này là hai vế tương phản với nhau. Khi có hai bọn này là người ta sẽ có hai đối tượng A và đối tượng B. Em nhìn vào là em biết là có những cái là em không cần dịch đâu, mà em nhìn thấy là ví dụ đây tên này, họ đưa ra cái ông này, ví dụ ông gì ta, ông Nguyễn Du này, rồi bên đây thầy xin lỗi nhà thơ Nguyễn Du, thầy xin lỗi ha, nhà thơ Nguyễn Du này, chưa phải Nguyễn Du không ta, à đại thi hào Nguyễn Du, rồi bên là gì, nhà thơ Xuân Quỳnh nè, ví dụ vậy á. Ok, thì mình sẽ dùng từ whereas and từ while. Ok, trong khi đó. Rồi ok, chúng ta sẽ sang câu số 16. Ok, câu 16 rất là nhiều bạn làm bài rồi, và inbox của thầy nói rằng thầy ơi câu 16 khó này thầy, tại vì nó từ vựng. Ok, đề số 1 thầy cho rằng câu số 16 khó, nhưng mà thầy hy vọng rằng sau cái bài sửa ngày hôm nay thì làm ơn hãy nạp cái kiến thức câu 16 vào giùm thầy. Ok, mình có từ the monkey train. Train đấy, con khỉ nó như nó cố gắng để làm cái gì đó để với tới cái quả chuối. Ok, thì ở đây mình sẽ có đáp án của thầy là train van. Đấy, try in vain mang nghĩa là gì? Cố gắng nhưng mà không thành công, cố gắng trong vô vọng, không thành công, thật là vô ích. Đây, nó với nó vô ích, nó không thành công khi mà nó thất bại đấy, với được với tới quả chuối. Thì đây mình sẽ có này. Thứ nhất là nhớ thầy những cái cụm từ này sau để làm đồng nghĩa là một này. Try in vain bằng với unsuccessful in doing something, bằng hopeless, bằng fail to do something, bằng it's worth useless. Thứ nhất, nhớ cho thầy những cụm từ này để làm bài tập trắc nghiệm như câu 16. Thứ hai, nhớ những từ này để làm phần đồng nghĩa và trái nghĩa. Và thứ ba là phần biến đổi câu. Đấy, cho nên những cái mà thầy đã viết ra như vậy rất là quan trọng. Ok, cho nên làm ơn từ nay trở đi mỗi cái test của thầy các bạn phải có một cái tập tài liệu để mình sẽ ghi rõ ràng cho thầy và thường xuyên ôn tập. Ok, mình có từ try in vain bằng với từ unsuccessful. In doing something là không thành công khi làm gì, bằng từ hopeless vô vọng. Fail to do something là thất bại khi làm gì. It's worth useless là vô ích vô dụng. Ok, đáp án chính là câu A. Câu số 17. Câu số 17 giúp thầy, câu số 17 cũng vậy, đây là từ vựng này. Bốn từ vựng hoàn toàn khác nhau. Ok, bốn từ vựng hoàn toàn khác nhau thì tuy nhiên em nhìn trong bốn đáp án này mình sẽ có là cái câu A và câu C. Câu A và câu C ha, là sẽ rơi vào đáp án của thầy nhiều nhất, tại vì nó nằm trong chương trình học của chúng ta. Chương trình học của chúng ta. Và ở đây mình sẽ có những cái cụm từ. Đây, ok, em thấy từ test chưa? Theo em từ nào mà đi với chữ test đây? À, thì ở đây đáp án của thầy chính là gì đây? À, chính phủ đã permit, cho phép các nước tiểu bang để mà hủy đi, bỏ đi những cái bài kiểm tra
Tại vì đây là cái câu này đang nói về dịch corona đó. Dịch corona thì chúng ta thường là sẽ có những cái cách để mà kiểm tra bài bài thi theo cái tiêu chuẩn hóa đó. Đó, thì bây giờ dịch rồi cho nên chúng ta sẽ học ở nhà và mình hủy bỏ đi rất là nhiều cái cách thi cử. Vậy là chính phủ cho phép các tiểu bang để mà hủy những cái bài thi theo tiêu chuẩn hóa. Thực ra đây là cụm từ standardized test, bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa. Ok, thì là cụm từ bắt buộc phải nhớ giùm thầy, bắt buộc phải nhớ giùm thầy. Ok. Rồi cho nên khi em học từ vựng, làm ơn đừng nhớ riêng một từ mà hãy nhớ những cặp từ đi với nhau, những cái từ, những cái cụm từ đi với nhau. Ví dụ đây, standardized test đã, ví dụ vậy. Ok, rồi tiếp theo nhóm thầy câu số 18. Rồi câu số 18 đây là dạng chia dạng động từ. Thầy nhắc lại một lần nữa ha, thầy bấm chuông này, thầy bấm chuông là cảnh báo này. Cái phần mà tính form of verb này, form of verb là dạng thức của động từ đấy, lúc nào cũng có trong đề thi đại học. Cho nên cái câu này là không mất điểm được, không được mất điểm, không được mất điểm mà nhiều bạn sẽ mất thôi. Cho nên các bạn phải ôn lại cho thầy thật kỹ cái này nhá. Rồi. Ok, đầu tiên thầy sẽ dựa vào từ admitted, thừa nhận. Sau từ admit cộng cho thầy verb in. Và trong bốn đáp án này mình sẽ có câu B và câu D là verb in. Câu B và câu D là verb in. Câu B là câu chủ động và là câu D là câu bị động. Khi đi thi đa phần sẽ rơi vào câu bị động. Mình dịch nghĩa coi. Green thừa nhận rằng là đã được cho một quyển sách rất là đẹp, rất là hay từ ông bà. Đấy, nó phải là nó được cho. Đáp án chính là câu D, being given. Đấy. Cho nên đặc biệt này, đặc biệt những cái bạn mà không có làm tốt này, những cái bạn mà đang còn yếu về kiến thức này, nhớ cho thầy, khi mà đề cho giữa chủ động và bị động, em hãy ưu tiên câu bị động cho thầy. Ok, bị động là be verb 3. Ok, câu đề. Rồi. Câu số 19. Câu số 19 cũng là một dạng thức của câu bị động nâng cao, bị động diễn tả ý kiến, câu bị động tình thái đó, diễn tả ý kiến. Rồi, ok. Rồi thì đối với cái câu này, thứ nhất là mình nhìn vào manh mối, mình có cái từ believe. Đó, từ believe này, được nói rằng, được nghĩ rằng. Ok. Rồi phần này thầy cũng dạy trong cái channel rồi. Tí nữa các bạn phải tìm và coi lại giùm thầy, đó là cái bị động diễn tả ý kiến nha. Rồi, thầy sẽ nói nhanh phần này. Thứ nhất, em phải phát hiện ra là có từ believe to verb này. Đây là được cho rằng, được nói rằng, được tin rằng. Đáp án của thầy là be verb 3 to verb. Be verb 3 to verb nếu nó cùng thì. Còn đáp án của thầy là be verb 3 to have verb 3 nếu nó trái thì. Mà trái thì thường có từ yesterday, years back, former day, the other day. Tất cả những cái dấu hiệu này chính là quá khứ. Chưa? Là trái thì. Vậy theo em chọn cái nào? Đây, ở đằng trước em để ý cho thầy, tất cả đều là chữ y này, tất cả là is là hiện tại này. Nhưng mà đằng sau lại có từ the former day. The former day là ngày trước, là quá khứ. Đây, chúng ta so cái mất thời gian đằng sau và cái động từ y đằng trước, là hai cái này trái thì. Mà trái thì đáp án sẽ là be verb 3 to have verb 3. Và đáp án của thầy chính là câu A. Đây, be verb 3 to have verb 3, cái này là trái thì này. Rồi, tiếp tục lưu ý. Rồi cách làm bài như sau. Thứ nhất, em phải biết được những cái từ nằm trong dạng này. Mà muốn biết được, nhận diện được đề thì các bạn phải coi lại cái chuyên đề bị động diễn tả ý kiến ở trong cái channel của thầy, được chưa? Sau đó ví dụ câu này này, thầy nhận ra là thầy nhìn là thầy biết ngay là nó rồi, tại vì có từ believe này, từ thought này, từ reported này, là nó là dạng bị động diễn tả ý kiến. Rồi mình sẽ nhớ hai cái này. Cùng thì là be verb 3 to verb, trái thì là be verb 3 to have verb 3. Trái thì là sao? Là thường ở cuối câu nó sẽ có thời gian ở quá khứ. Rồi, cơ bản là từ yesterday hoặc từ last là quá khứ đơn, ai cũng biết. Nhưng mà trong đề thi đại học họ sẽ dùng những cái từ rất là khó thấy. Ví dụ như là từ years back, 3 năm đổ lại, former day là ngày trước, the other day, đó là dấu hiệu quá khứ. Thì cái này là trái thì, mà trái thì em sẽ dùng to have verb 3, đáp án chính là câu A. Và để rõ hơn về câu này các bạn nhớ tìm cái chuyên đề bị động diễn tả ý kiến của thầy, học thêm. Rồi câu số 20. Câu số 20, câu này mà bạn nào mà học với thầy thì làm cái câu này quá nhanh luôn, trong vòng 3 giây thôi đúng không nào? 3 giây thôi. Một giây nhìn đề và một giây khoanh. Yeah, 2 giây khoanh ha. Rồi 3 giây thôi, ok. Rồi, ở đây là cách dùng since.
Thứ nhất, thầy ôn lại. Gặp xin hiện tại hoàn thành đi trước, quá khứ đơn tiếp bước theo sau. Gặp xin hiện tại hoàn thành đi trước, quá khứ đơn tiếp bước theo sau. Nhưng mà cái câu này này, cái câu mà thầy đang nói là xin đang đứng ở giữa này. Gặp xin hiện tại hoàn thành đi trước, quá khứ đơn tiếp bước theo sau. Trong trường hợp này là xin đang đứng ở giữa. Nhưng trong đề mình là xin đứng đầu. Nếu xin đứng đầu thì tất nhiên là cái hiện tại hoàn thành bây giờ nó không thể đứng đằng trước nữa, mà nó phải đưa đẩy đằng sau. Đấy, xin giành đứng vị trí đầu rồi thì cái hiện tại hoàn thành phải đưa ra đằng sau thôi. Cho nên cái câu số 20 này thì đáp án phải là câu nào? Đây, câu A. Đấy. Kể từ năm 90 bố tôi đã mở cái gì đó ha. Rồi. Ở đây xin em ơi, xin dùng cho một mốc thời gian nha. Xin dùng cho một mốc thời gian, còn for dùng cho một khoảng thời gian. Ok. Và đáp án của câu số 20 là câu A, ở đây chính là thì hiện tại hoàn thành. Và đây là cách dùng với xin. Cách dùng với xin. Thứ nhất, gặp xin hiện tại hoàn thành đi trước, quá khứ đơn tiếp bước theo sau. Xin trong trường hợp này là đang đứng ở giữa, thì hiện tại hoàn thành mới được phép đứng trước. Nhưng câu số 2, xin đứng đầu rồi thì phải đẩy cái hiện tại hoàn thành ở đằng sau. Ok, rồi câu 21 cho thầy. Em ơi, câu 21 nhận diện nào? Câu 21 thầy nói sao nha? Câu 21 là một câu cực kỳ quan trọng, tại vì dạng form of word tính danh động trạng này có hai câu trong đề thi đại học đúng không nào? Đấy, có hai câu nha. Rồi bây giờ câu 21 của thầy này, nhớ này, trước khi thầy sửa câu này, thầy nói lại một lần nữa, câu 21 là dạng bài tập tính danh động trạng. Có hai câu trong đề thi đại học mà hai câu này cho điểm, thầy đã bảo cho điểm là nó rất dễ. Đấy. Mà bạn nào sai là các bạn hãy coi cái chuyên đề mới nhất thầy mới post sáng nay thôi. Xin lỗi, mới post ngày hôm qua thôi. Đó là chuyên đề cách làm bài Form of Words. Coi lại giúp thầy. Ok, rồi thầy phân tích như sau. Ở đây khi mà mình làm bài tập tính danh động trạng, chúng ta sẽ nhìn cái vị trí đây. Đó. Thứ nhất em nhìn đằng sau có giới từ không quan tâm. Đằng sau mà có giới từ là không quan tâm. Đằng trước có cái từ ed này. Đó, một cái từ mà thêm ed thì sẽ đóng vai trò là tính từ. Một cái từ mà thêm ed sẽ đóng vai trò là tính từ, mà tính sẽ đi với danh, tính từ sẽ đi với danh, danh từ vậy là b hoặc là c, cái đuôi c này yeah. Câu b hoặc câu c, câu b là số ít và câu c là số nhiều, em dựa vào từ number. Number lúc nào cũng cộng cho danh từ số nhiều, number lúc nào cũng cộng cho danh từ số nhiều, vậy đáp án của thầy chính là câu c. Rồi ok, câu số 22. Em ơi, câu số 22 và câu số 23 là rơi vào phần đồng nghĩa, closing. Nhớ giúp thầy, thầy nói bao nhiêu lần, làm bài đồng nghĩa và trái nghĩa phải giữ thần thái cho thầy nha. Đây, closing này, synonym và từ feminine là đồng nghĩa, ok. Rồi câu 22 mình có từ self-isolating, chính phủ ha, đó, chính phủ gì em, thì advocating gì đây, đã chấp thuận những cái khoảng cách xã hội và mọi người. Đó, được cân nhắc là phải gì đây? Cách ly, cô lập, tách biệt nhau. Ok, đó, cách ly nhau, tách biệt nhau. Cái câu này là đang nói về cái vấn đề dịch corona đó, chưa? Có nghĩa là đang dịch bệnh cho nên mọi người phải gì? Tách biệt nhau ra, không được tụ tập với nhau. Đó, cho nên thầy không được đi dạy là vậy, đây đang phải dạy online đây. Không được tụ tập với nhau thì mình có từ self-isolating này mang nghĩa là tránh xa nhau ra. Tránh xa hoàn toàn nhau, cách ly nhau. Ok, đáp án chính là câu A. Thì mình sẽ có cái từ self-isolating này bằng với từ stay away others completely, separating đó, hoặc là separating đó, nghĩa là tách biệt cách ly. 23 mình có từ co-on. Em ơi, co-on là phrase verb, từ này mang nghĩa là thăm ai, ghé thăm ai. Thì mình sẽ có co-on bằng từ drop by, pay a visit, come by and get together là gặp ai, gặp gỡ ai. Ok, và đáp án của chúng ta chính là câu D. Vậy như sau, khi chúng ta làm bài tập về câu đồng nghĩa mà lúc mà chúng ta đang dạy đề thi thử đấy. Đó, ví dụ chúng ta sẽ gặp một từ đúng không nào? Chúng ta sẽ gặp một từ như vậy. Và đáp án có thể là câu A. Đấy, sau khi làm xong rồi mình phải ngồi lại, à ngoài cái đáp án như vậy mình sẽ có đáp án khác nào nữa. Đấy, thì mình mới là gì? Bổ sung một cái lượng từ vựng đồng nghĩa để mình đi thi ok hơn. Ok, em thấy này, em thấy cái từ tham quan rất là nhiều từ đúng không nào? Call on, drop by, pay a visit, come by and get together, gặp ai. Rồi, tiếp theo chúng ta câu số 24, 25. Câu số 24 và 25, rồi mình có từ default. D, em ơi, trong phần này là câu 24 là câu tìm từ trái nghĩa nhá.
tìm từ trái nghĩa. Đa phần cái chữ từ mà có chữ đi này này, để thầy bày cho, để mà sau này lỡ may mà không có dịch được mình sẽ loại trừ này, mình lụi này. Ok, đa phần cái chữ đi này là phần gì, là cái từ gì, mang nghĩa tiêu cực, mang nghĩa tiêu cực. Chữ đi đó, giáo viên đi tôi là đi, là có nghĩa là ép mình này, rồi giảm điểm mình, gọi là đi đó. Vậy cái chữ đi này là thường là mang tính chất là tiêu cực, tiêu cực, được chưa? Đó, mang tính chất là tiêu cực là mũi tên đi xuống. Vậy em đang tìm từ trái nghĩa, em sẽ chọn cái mũi tên đi lên là tích cực. Ok, đó, bây giờ mình sẽ coi này. Bây giờ mình sẽ tìm cái, trên đây là có từ default là tiêu cực rồi, bây giờ mình sẽ tìm cái tích cực. Ở đây là có chữ đi thì mình cũng đoán nó là tiêu cực, mình loại đi. Rồi cái từ này không có biết, mình bỏ qua bên. Rồi mình có C và câu D. Rồi C là gì? Pay in full là trả hoàn toàn, trả hết, đang là tích cực chưa? Fail là thất bại, là hướng tiêu cực. Ok, vậy biết ngay là chọn ngay câu nào rồi. Câu C. Đấy. Câu C là tích cực, tại sao vậy? Mình có từ default này có nghĩa là không thể trả hết nợ. Em không thể trả hết nợ được. Thì trái nghĩa với nó là pay in full là gì? Trả hết nợ, trái nghĩa nhá. Đó. Fail to pay là không trả hết nợ bằng với từ default này. Và nó trái nghĩa với từ pay in full là trả hết, trả hoàn toàn. Đấy, ok chưa? Rồi câu số 25, câu số 25 thì quá đơn giản rồi. 25 thì hầu như ai cũng làm được. Mình có từ good là tốt đúng không? Đang ở hướng gì? Hướng gì nhỉ? Đang ở hướng tích cực. Bây giờ em tìm hướng tiêu cực thôi. Ok. Ở đây đáp án của thầy phải là câu B. Ok. Rồi tại sao vậy? Mình có từ have good relationship with, be on good term with, get on well with, get on together with. Tất cả những từ này mang nghĩa là hòa đồng, hòa thuận với ai. Hòa đồng, hòa thuận với ai. Có cái mối quan hệ tốt đẹp với ai. Thì nó sẽ trái nghĩa với từ not get in. Có chữ not thôi, chỉ cần trái nghĩa với chữ not được rồi. Đây, là không hòa đồng, hòa thuận với ai. Mình có thể bỏ cái chữ not trước này, trước những cái từ này, thì để tìm từ trái nghĩa. Ok, và chúng ta đã xong phần từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa rồi. Chúng ta sang câu 26, đó là phần biến đổi câu. Ok, biến đổi câu mình có từ I forbid, mang nghĩa là forbid là gì? Cấm. Tôi cấm bạn rời khỏi phòng trong vòng nhỉ khoảng 2 giờ đồng hồ. Tôi cấm bạn. Đây, chưa? Tôi cấm bạn thì cái câu này nó cũng giống như trong đề thi minh họa, được chưa? Tôi cấm bạn có nghĩa là bạn không được. Đấy. Tôi cấm bạn có nghĩa là bạn không được phép. Đây. Mà bạn không được phép thì mình sẽ có câu nào với câu nào? Đó là câu câu B và câu C. Chưa? Bạn không được phép là câu B và câu C. Đáp án của thầy chính là câu câu C. Tại sao câu B không đúng? Tại vì câu B sai chỗ này này. Nó phải là to live thì nó mới đúng. To live, be allowed to verb là gì? À, không được phép làm gì. Ok. Rồi, thì đây là dạng biến đổi câu nhưng mà có thể phản xạ được. Đó, ít bữa thầy sẽ làm chuyên đề biến đổi câu theo hình thức phản xạ. Các bạn chỉ cần nhìn trong 3 giây thôi. Nhìn 3 giây là mình sẽ làm tốt cái phần này. Rồi, ok. Thì ngoài đáp án C ra thì mình sẽ có một số đáp án khác như là you are not allowed to leave. Bạn không được phép rời. Hoặc là you are prohibited from leaving. Đấy, như vậy. Thế là những đáp án có thể thay thế cho câu C. Ok, chúng ta sang câu 27. The test we did last time. Em ơi, cái bài test mà chúng ta làm lần trước thì khó hơn lần này. Bài test lần trước khó hơn lần này. Vậy mình sẽ suy ra là test trước khó hơn test này. Nếu test trước mà khó hơn test này thì so sánh của mình là test này không bằng test trước. Trước khó hơn này là test này không bằng test trước, mà so sánh không bằng là not as at. Cái test trước khó hơn test này, suy ra test này không bằng đấy, không bằng test trước, mà không bằng là not as at. Mà not as at thì em nhìn cho thầy câu nào với câu nào, nhìn đi, nhìn đi. Not as at là mình có câu nào nhỉ? Mình chỉ có một câu duy nhất nhất thôi, mừng quá, là câu này đây, not nè, as at nè. Đó, mình coi đúng không nào? Bài test này không khó như cái bài test mà chúng ta làm lần trước. Ồ, đúng rồi. Câu D. Ok. Rồi, chúng ta sang câu 28. 28 đây là một dạng câu lúc nào cũng xuất hiện trong đề thi đại học. Chứ trong đề thi học đó là dạng câu gián tiếp nâng cao ở
bằng cách sử dụng những cái động từ thuật lại. Ok, câu này thì quá đơn giản là câu này cho điểm là I will. Ôi, tôi sẽ giới thiệu bạn, tôi sẽ giới thiệu bạn gái của tôi cho bạn này. Tôi sẽ nói cho bạn biết được cái kết quả của tôi này. Tôi sẽ hứa là tôi sẽ giảng rất là nhiều chuyên đề cho bạn này. Tôi sẽ, đấy, cái manh mối của thầy chính là từ will. Will mang nghĩa là sẽ, và đây chính là một lời hứa. Tôi sẽ làm cái này cái kia. Cái câu will chính là lời hứa, promise. Và đáp án chính là câu C. Cô ta hứa để trả tiền cho ai? À, nhớ nha, cứ có chữ will chính là lời hứa, có will là lời hứa. Ok, còn khi nào chúng ta dùng apologize, khi nào chúng ta dùng offer và khi nào chúng ta dùng suggested thì trong chuyên đề biến đổi câu về phần gián tiếp thầy sẽ bày các bạn sau. Ok, rồi câu 29. Trước tiên thầy nhìn vào tổng quan trong 4 đáp án ở câu 29, thầy sẽ nghi vấn được 2 đáp án. Thầy sẽ nghi vấn được 2 đáp án, đó là đáp án A và đáp án D. Đấy, đáp án A và đáp án D thầy nghi vấn trước khi thầy đọc đề. Tại sao vậy? Tại vì đáp án A và đáp án D là có verb in đứng đầu câu, have been đứng đầu câu. Thì mình sẽ biết ngay đây là dạng rút gọn phân từ. Dạng rút gọn phân từ. Đấy, rút gọn phân từ. Rồi, anh ta không muốn làm lại bởi vì anh ta đã thất bại 2 lần rồi. Vậy có nghĩa là đã thất bại 2 lần rồi, cho nên anh ta không muốn làm lại nữa. Ok, đáp án phải là câu D. Trong trường hợp này đây, cái chữ had này, mình sẽ đưa xuống thành having failed. À, đã rớt 2 lần rồi cho nên không thi lại nữa. Còn câu A là thừa gì? Thừa been. Được chưa? Đây chính là dạng rút gọn phân từ. Là hai câu mà có cùng chủ từ thì mình sẽ rút gọn đi. Vế nào mà xảy ra trước thì mình làm trước này. Đã thất bại này, cái vế này xảy ra trước này. Đã thất bại 2 lần cho nên không muốn tham gia kỳ thi nữa. Và em đổi cái từ have này, had này sang have been. Ok, rồi viết lại câu thôi. Ok, rất là dễ. Rồi câu số 30. They left their home early. Ôi, họ rời nhà rất là sớm. Họ không muốn bị trễ cái chuyến tàu đầu tiên. Họ rời nhà sớm, họ không muốn bỏ lỡ chuyến tàu đầu tiên. Đối với câu này thì thầy nhìn một cái manh mối rất là đơn giản, đó là từ want. Đây, đối với cái manh mối này là mình sẽ biết ngay là đáp án rồi này. Đây, want mang nghĩa là muốn. Nếu trong câu mà có từ want, từ hope, từ plan, từ wish, đó cái vế đằng sau đó. Ví dụ, tôi học tiếng Anh, chấm, tôi muốn đi du học. Tôi học tiếng Anh, tôi hy vọng là có thể đậu kỳ thi. Tôi học tiếng Anh, tôi có kế hoạch là đi du học. Tôi học tiếng Anh, tôi ước là tôi đậu kỳ thi sắp tới. Đấy, này, vậy là one hope plan wish. Đây là dạng mục đích nha, cấu trúc chỉ mục đích. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi muốn đi du học. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi hy vọng. Tôi học tiếng Anh bởi vì tôi có kế hoạch đi du học. Đây là cấu trúc chỉ mục đích để nối hai câu. Mà mục đích mình sẽ dùng đó là từ gì? So as to, in order to, so that hoặc là in order that. To sẽ đi với verb, còn that sẽ đi với một câu. That sẽ có trụ từ động từ. So as to, in order to và to. So that, in order that. Phải dùng là not to, không được dùng to not em nhé. Not ở đây. Trong tất cả các cấu trúc mà có not to, not lúc nào cũng phải đứng trước to. Trong tất cả các cấu trúc ngữ pháp, not phải đặt trước to. Rồi, bắt đầu. Chúng ta sẽ phân tích cái câu đầu tiên. Họ rời nhà sớm, so as to not. Đây, sai chỗ này. Phải là not gì? Not to, không phải là to not, được chưa? Nó phải là not to, sai câu này. Rồi, câu B. Họ rời nhà sớm vì sợ rằng họ sẽ không bị trễ. Sợ rằng họ sẽ bị trễ, sai chỗ này. Câu C. Họ rời nhà sớm sau so at not to để mà không bị trễ chuyến tàu. Ok, câu này được. Câu D là in order that mà đi với to verb là 7 rồi. Và đáp án chính là câu C. Họ rời nhà sớm so as not to để mà không bị trễ, được chưa? Để mà không bị trễ. Vậy nếu trên đề mà có từ want, từ hope, từ plan, từ wish thì đáp án của mình sẽ rơi vào mấy cái thằng này, được chưa? Và nhiệm vụ các bạn là coi lại đằng sau là verb hay là trụ từ động từ. Nếu là verb thì mình chọn so as to, in order to. Còn nó là một câu thì mình dùng so that, in order that. Ok. Rồi, chúng ta vừa hoàn thành xong 30 câu đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần đục lỗ, phần close test. Ok, rồi trước khi mà sửa phần close test, thầy cho phép thầy vài giây uống nước.
Ok. Rồi, ok. Mình có câu 31. Em ơi, câu 31 là một câu khó trong closed set, đó là một câu kiểm tra về động từ. Thì như thầy nói đấy, nếu mà đã kiểm tra về động từ thì em phải quan sát cái đằng sau. Đằng sau có thể là một danh từ hoặc một giới từ hoặc một cái gì đó mà đi với nhau. Đấy, ví dụ đây mình có từ of này, theo em từ nào đi với từ of để mang nghĩa là chiếm bao nhiêu này? Đấy, tất nhiên phải là từ gì? Từ make up rồi. Make up bên cạnh mang nghĩa là trang điểm đúng không? Nó còn mang nghĩa là chiếm chiếm bao nhiêu phần trăm. Make up chiếm bao nhiêu phần trăm? Vậy trong trường hợp này em chọn cho thầy là câu D. Chiếm bao nhiêu phần trăm? Ok, câu số 32 mình có từ when, từ why, từ as soon, soon as. When, why, as soon as. Mình sẽ chọn cái nào đây? Rồi thầy cho bạn vài giây ha. Vài giây đọc bài. Rồi các bạn sẽ có vài giây để mình sẽ đọc cái bài này và mình làm những cái đáp án cuối cùng trước khi thầy sửa xem mình đúng được bao nhiêu câu. Ok, để xem mình đúng được bao nhiêu câu trước khi thầy sửa bài. Rồi cái vị trí mình cần điền ở câu số 30 32 ở câu 32 nó bị lỗi kìa. Rồi ok. Ở đây câu 32 thầy là tắt ở đây mà 33 nằm đây rồi, không biết nó có bị gì không nữa. Rồi, mình sẽ làm câu 33 trước đi ha. Mình sẽ làm câu 33 trước. Thầy sẽ làm câu 33 trước này đây. Câu 33 là tính danh động, động trạng đúng không nào? Tính danh động, động trạng. Ok. Rồi như thầy nói đó, cái phần mà tính danh động trạng nó sẽ có mặt hai câu trong đề thi của chúng ta. Có mặt hai câu là một phần là nằm ở trong trắc nghiệm này mình làm và một phần nằm ở ở đây. Rồi, em nhìn đằng sau có từ between là đằng sau có giới từ. Đằng sau có từ between là giới từ em không quan tâm. Không quan tâm. Ở đằng trước nó có cái từ complex này mang nghĩa là phức tạp. Complex này mang nghĩa là phức tạp, ok? Rồi và nó là một tính từ. Vậy tính từ sẽ đi với danh từ. Tính từ sẽ đi với danh từ, ok? Vậy danh từ là đuôi gì? À đuôi sần. Đáp án của thầy chính là câu B. Ok, sang câu 34. Mình có từ no mother. Theo em no mother sẽ đi với từ nào? Đấy, no mother sẽ đi với từ nào? Mình hay nói là no matter what hoặc no matter how, no matter how and no matter what. Thì trong trường hợp này mình chỉ còn câu nào thôi? Mình chỉ có câu gì? À câu C. Câu C là no matter what. Bất luận điều gì, bất luận điều gì, được chưa? Tiếp theo cho thầy. Câu số 35 mình có từ put, từ bring, sorry. Rồi có từ put, từ bring, từ make và từ take. Theo em từ nào mà đi với từ an end để mang nghĩa là kết thúc? An end để mang nghĩa là kết thúc này. Chưa? Đó, cái nào đi với an end để mang nghĩa là kết thúc? Cho thầy đáp án nào. Rồi ok, thầy sẽ ôn. Ok, mình có thứ nhất ở đây. Rồi, mình có cái từ gì đây? Draw an end hoặc là put an end. Draw an end hoặc là put an end. Draw an end hoặc là put an end. Bằng come to an end hoặc bring to an end. Để mang nghĩa là kết thúc. Vậy đáp án của thầy phải là câu nào? Đáp án của thầy phải là câu A. Put an end. Còn cái câu nếu em chọn cái câu B này bắt buộc phải có từ gì? À từ to. Và đáp án của thầy chính là câu A. Ok. Rồi, còn cái câu số 32 này hình như là thầy bốc lộn chỗ rồi, nó bị lỗi hay sao á. Ok, nên chúng ta bỏ qua câu 32 đi. Rồi, chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. 36. Câu 36. Rồi, 36 ở đây là phần gì em? À bài đọc hiệu ha. Thì đối với phần bài đọc hiệu này thì thầy không cần sửa hết, không sửa hết nha, tại vì chưa chưa phải lúc thầy sửa phần đọc hiệu. Đó. Thứ nhất là đụng thầy sẽ làm hai câu thôi, đó là câu 37 và câu 42.
Thì khi em làm bài em sẽ làm những cái câu mà có cái từ in đậm này trước này. Đó là những cái câu mà dễ cho điểm này. Thứ nhất mình có từ prior, từ này mang nghĩa là trước, sớm hơn. Đáp án chính là câu B, early là từ đồng nghĩa. Ok. Rồi thứ hai, câu 42 mình có từ đây và người ta hỏi là cái từ đây trong dòng đoạn văn cuối cùng thì ám chỉ tới ai? Từ đây này, đây. Thì từ đây này em sẽ nhìn chủ từ đằng trước thầy coi. Chủ từ đằng trước là gì đấy? Lão a chief student. Đây, chủ từ của nó là đây. Rồi, và đáp án của thầy chính là câu C. Yeah, câu C. Rồi. Rồi tạm thời nhá, tại vì đây là cái đề đầu tiên, những cái đề đầu tiên là thầy chưa bày cách làm reading đâu. Mình sẽ có những cái chuyên đề dạy reading riêng thì tạm thời trong cái đề này thầy sửa như vậy thôi. Còn những bạn nào mà học offline với thầy thì thầy sẽ sửa rõ, học và sửa rõ cái đề này ha. Rồi chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Đó là luyện trọng tâm. Luyện trọng tâm ghi điểm từ đồng nghĩa trong bài đọc. Trong bài đọc hiệu chúng ta sẽ có hai bài đọc hiệu và thường sẽ có tới 4 từ đồng nghĩa. Mà hầu hết là những cái từ này rất là lạ. Ok. Tuy nhiên thầy đã có cái list những cái từ mà hay cho nhất trong đề thi đọc hiệu này. Nhiệm vụ chúng ta là cùng học với thầy cho thuộc. Sau này chúng ta sẽ làm bài tốt hơn. Ok. Rồi, ví dụ mình có cặp từ đầu tiên, mình có từ feverish, cặp từ này sẽ bằng với từ extremely rapid, gây sốt cực nhanh. Rồi mình có từ critical bằng crucial, quan trọng. Mình có từ the stage was set bằng từ the foundation was laid, đặt nền móng. Mình có từ real estate là nó là bằng với từ land and building là bất động sản. Mình có từ gì đấy? Buttress bằng với từ supplement mang nghĩa là thêm vào, bổ sung. Mình có từ accommodating bằng với từ helpful, hữu ích. Mình có từ posture bằng position là tư thế, vị trí. Rồi mình có từ prevail bằng với từ gì em? Triumph mang nghĩa là chiến thắng. Mình có từ left to its own device bằng với từ allowed to do as it please là được phép làm gì mà bạn muốn. Vie in bằng từ competing là tranh đua, ganh đua với nhau, thi đua với nhau. Mình có từ savage bằng với từ fierce, hung dữ. Thì là những cái cặp từ bằng nghĩa nhau. Và cố gắng mỗi ngày mỗi đề cùng ôn với thầy để sau này là các bạn chỉ cần gặp và chọn mà thôi. Đó, ví dụ như vậy, trong đề thi đọc hiệu là người ta sẽ hỏi như vậy đây. Ví dụ cái từ này nó sẽ đồng nghĩa với cái từ nào. Ok. Rồi các bạn hãy dừng lại cái video này và các bạn có thể chọn đáp án cho thầy. Ok. Dựa vào cái bài này. Ok, được chưa nào? Rồi, chúc các bạn ôn thi thật tốt ha. Đăng ký chia sẻ. Rồi, ông Tiên Vlog ha. Ok, nhớ chia sẻ cho thầy ha. Và tất nhiên là trong quá trình học, trong quá trình ôn thi, nếu có vấn đề gì thì cứ cần contact cho thầy. Ok. Rồi, thầy xin tạm dừng cái bài livestream ngày hôm nay. Một bài livestream rất là dài. Ok, và thầy cũng rất là đuối rồi. Ok, thank you so much.